Hello, chị quay mình là Sumi đây. Sau 749 ngày leo rank chăm chỉ miệt mài thì cuối cùng là mình đã leo lên top 1 server từ chiến Việt Nam này các bạn ơi. 999 sao và xếp hạng 1 này các bạn. Đấy, top 1 luôn nè. Hồi đùa đấy, bốc phét đủ rồi. Thì thật ra là ạc này là mình mượn của bạn Mướp nha các bạn ơi. Thì mình đoán chắc là sẽ rất nhiều bạn biết bạn này, bởi vì là bạn này top 1 server rất là nhiều luôn ý. Nói chung là cực kỳ căng luôn. Uầy, bạn này leo cực kỳ đỉnh lên 999 sao này các bạn. Ok, và hôm nay là mình có mượn thành công ạc của bạn Mướp và mình sẽ review để xem là ạc của bạn top 1 server có những gì nhá. Ạc top 1 server hiện tại đang là level 70 này các bạn ơi. Uầy, top 1 USB Việt Nam luôn này. Trời ơi, chắc là bạn toàn USB quá. Đó, 999 sao nè. Ok, và để xem là kho vũ khí có những gì nha. Đây, skin súng thì hiện tại là bạn Mướp đang có 148 skin. Ui, để xem là có skin nào ngon ngon không nào. À, đây có khẩu UMP hổ trùm làm chiêu này. Có khẩu một tế bài Hà Nội cũng ok này, cũng xịn nè. À, nằm đấm thì hiện tại bạn ấy đang dùng băng hỏa quyền và lựu thì đang dùng cái lựu đấy vì làm gì đố các bạn. Quan trọng là ạc bạn Mướp đó chính là 999 sao ấy các bạn ơi. Rồi, hôm nay mình sẽ thử lần đầu bán trên rank 999 sao để xem là có gắt không nha các bạn ơi. Ui, chưa bao giờ là mình bán rank cao như vậy luôn thì các bạn. Có mùa mình leo nhiều nhất, căng nhất là lên được tầm 400 sao thôi, mà bạn Mướp lên hẳn 999 sao rất nhiều mùa luôn thì các bạn ơi. Đỉnh thật đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử lần đầu bán rank 999 sao để xem như thế nào nha. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông đăng ký để nhận thông báo ra video nhá. Còn bây giờ thì let's go. Và sau khi đợi ghép trận khá lâu thì cuối cùng là mình đã vào rồi nè. Và bên team địch có 996 sao, chuỗi 36 luôn đấy các bạn ơi. Căng thật sự luôn đấy. Ui, hình như là bạn đó cũng đang ở top 5 hay top 6 với các bạn ơi. Và hình như là bạn đó cũng đang muốn lấy top 1, cũng muốn 999 sao giống bạn Mướp hay sao ấy các bạn. Cố lên nha, mình sẽ cố gắng là giữ tốt cho bạn Mướp nha, không để thua đâu. Và để xem là cái rank này bạn có cắt đâu nha các bạn ơi. Và mình sẽ bật USB nhá, bởi vì là bạn Mướp đang hiện tại là top 1 server USB các bạn ơi. Nên là ra đầu mình sẽ không mua súng nha, mình sẽ bắn thử USB sao chứ các bạn. Trời ơi. Và mình quên tháo ba lô rồi nên là nhìn hơi vướng ý các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thể hiện trình độ bắn USB cho các bạn xem nè. Trời ơi, ui vãi. Mình bắn kiểu gì vậy? Ủa, bình thường mình đâu có bắn như này đâu nhở. Ui, bình thường là mình bắn cũng phải có một viên vào đầu chứ. Ui, hôm nay bắn không viên nào vào đầu luôn đấy các bạn ơi. Và bỏ 9 máu luôn này. Trời ơi, team mình làm hết rồi. Lần đầu tiên bắn trên rank thách đấu 999 sao khá là sợ luôn đấy các bạn ơi. Bên kia có chuỗi 36 luôn kìa, căng vãi. Với cả là mình sợ kiểu mình thua sao kiểu mất tốc bạn Mướp với các bạn. Bạn đó đang là 999 sao, giờ mình mà thua phát là xuống 998 và bạn đó sẽ xuống top 2 các bạn ơi. Nên là mình không muốn để mất cái danh top 10 của bạn Mướp đâu. Ui rồi, hôm nay được hóa thân thành top 1 server từ chiến luôn các bạn. Vinh dự ghê. Không biết là bây giờ team kia có bắt đầu bắn gas hay chưa. Ra đầu team mình thắng team kia khá là đơn giản luôn, thì bây giờ để xem là team kia có bắt đầu lật kèo lại không nhá. Này. Ui rồi. Trời ơi, sao hôm nay mình bắn cái kiểu gì ấy nhờ. Trời ơi, cái kiểu đạn lệch lạc đi đâu ấy các bạn. Bắn chả vào đầu luôn thì các bạn ơi. Dỗi ghê này. Ui, hai viên đầu luôn. Đây. Ui, ơ kìa, sao lại ngắm cái đứa nóc vậy, suýt thành kill của mình rồi. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mình bắn trên rank thách đấu chỉ chắc chỉ vì sao. Thế nên là mình bắn con rune thì các bạn ơi. Nên là nãy giờ mình bắn không trúng với nào vào đầu luôn thì các bạn. À đâu có trúng, nhưng mà bắn chút kiểu gì các bạn ơi. Cảm giác không giống như mọi khi các bạn. Ui, từ, trời ơi, đấy. Lom dom thế nhờ, để bo nó đốt này các bạn. Trời ơi. À đây, ui, vỡ đầu luôn. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ vào đây xử nó được quấy nhá. À đây rồi, ai sẽ cứu mà cứu. Ui, trời ơi, quay 3 không hồi này. Thật sự hả? Ok, cố lên nhá. Thì cố gắng thắng để lên 1.000 sao nha. À không, tính như không có 1.000 sao đâu. Chỉ có 999 sao là căng nhất rồi các bạn. Thắng 3-0 luôn rồi, bây giờ thắng luôn nha. Đừng để cho team kia lật kèo nha mọi người. Ui, trời ơi, đây này, ui, trời ơi. Ơ kìa, trời ơi, chả lẽ lại không trúng. Ui rồi. Má, này, ui ok. Ui kìa, Sonya của mình mà team mình lại bắn mất nè. Dỗi ghê luôn á, trời. Trận này mình bắn toàn bị kiểu bị team ám mất kill ý các bạn ơi. Xong mình chẳng được bao nhiêu kill ý, ít kill vậy. Ồ, nhưng mà áo ấy nhờ. Ủa, 4-0 luôn rồi này. Ủa cái gì vậy. Thắng luôn rồi nè các bạn ơi. Và để xem là 999 sao có lên được 1.000 sao nha. Chắc là không rồi. Trận tiếp theo nào. Và trận này lại gặp cái bạn CK Link kìa. Úi giời ui. Ờ, cũng không có gì lạ lắm, bởi vì là cái rank này thì gặp đi gặp lại một người là điều đương nhiên các bạn ơi. Bởi vì là
trên top hiện tại đang chỉ có vài người thôi ấy, nên là gặp được người là may lắm rồi. Ui dùi ui, không biết là trận này team kia có lấy lại một sao hay không. Trời ơi, mình đang cản con đường lên sao của bạn Sekaling kia ấy các bạn ơi. Nhưng mà cản là đúng mà, mình sẽ không để mất top của bạn Mướp đâu nha. Của bạn Mướp, nên là mình sẽ cố gắng là giữ sao cho bạn Mướp nha các bạn ơi. Nếu mà game này cho leo lên 1000 sao, 1001 sao thì mình sẽ leo cho bạn Mướp lên rank đó ở đây. Nhưng mà chẳng qua là chỉ sao là giới hạn rồi ấy các bạn. Ok, nói chung là cố gắng giữ sao thôi và bắn để trải nghiệm nào rank này bắn như nào ấy các bạn ơi. Ui, team kia bắn đã bắt đầu bắn căng rồi này các bạn ơi. Chắc người ta là có một sự hiểu nhầm, có một sự lỗi gì đó nên là mình để thua, team kia để thua ấy các bạn. Và thế là mình lại quên thả ba lô ấy các bạn ơi. Trời ơi, leo rank mà mang theo cái ba lô nhìn cứ vướng vướng kiểu gì ấy. Ui dồi, vãi. Chết, có khi là team kia bắt đầu lật kèo lấy một sao đấy các bạn ơi. Bởi vì là tầm sao, tầm rank cao này một sao rất quan trọng luôn ý. Nên là có khi team kia không muốn để mất sao được nữa ấy các bạn ơi. Có khi lần này là team kia sẽ lấy lại một sao đấy. Nhưng mà không, mình cũng sẽ cố gắng nha các bạn. Mình sẽ không để mất sao đâu nha. Ok, cố lên nào. Ui bạn đánh ít máu lắm ý các bạn ơi. Không phải thắng được không đây. Ui khó quá. Lật kèo thôi nào, không là lên 03 là hơi mệt đấy. Ok rồi, xử được bạn 995 sao này các bạn ơi. Trời ơi, mà cái sao cao này nó cứ bị kiểu run kiểu gì các bạn ơi. Bởi vì là lần đầu tiên trải nghiệm mà. Ok, ui dồi, ô kìa, ghê vậy. Má mình hồi đầu tí thôi mà mình hẹo luôn đấy các bạn ơi. Ui bây giờ trông chờ vào team mình thôi. Nhưng mà chắc là team mình cũng không sống được cái pha này đâu các bạn ơi. Ui đấy, mỗi người bắn hướng rồi, đỡ làm sao được. Không biết là bạn Mướp có điểm bảo hộ hay không đây. Không là lần này thua là xuống 998 sao đấy. Ui dồi, ok, xử một người nè. Đó, này, ui dồi. Ui hay, trời ơi, bắn yếu thế rồi không xử được thì cũng chịu. Nhưng mà, đó, lật kéo thôi nào. Đâu rồi, à đây, hai người luôn này. Ui, này, ok, cố lên, lật kéo thôi. Gỡ lại tỷ số thôi nào. Ui, một đứa cuối cùng nè. Này, ui dồi, vãi, mình có tí máu nè. Không sao, ui, team mình chỉ biết thính rồi này các bạn ơi. Ngon, có thính là rất có lợi luôn ý. Ui dồi, trời ơi, vãi, mù mắt thế nhầm, không lên đầu nè. Ui, sợ nha. Ui vãi, chết rồi. Trời ơi, không kịp hồi máu rồi. Ui, tình huống ngàn cân treo sợi bún này đấy các bạn ơi. Sợ ghê. Ui không sao. Ôi team mình đang bắt đầu ăn được team địch rồi này các bạn ơi. Rồi rồi, team mình đang hơn người rồi nè. Ui vô, ui vãi. Kìa, ui vãi, chết rồi. Đừng thua nha. Ui Thành ơi, cố lên. Hay, ui bạn kia mải gạt quá. Ui, thề pha này may quá. Mình sẽ đi móc nha, trong của ốc. Ui ôi, tính bảo không có ai đây đâu nhưng mà có người phát hiện rồi nè. Thôi xong. Ui dồi ôi, ok. Không sao, để có vừa tìm mình nè. Này. Ui dồi ôi, đứng im nè. Rồi, bắt đầu thắng rồi thì các bạn ơi, lật trả được nè. Từ, chưa chắc nha, không chủ quan vội nha. Đây, ok, thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, lật trả cực kỳ căng luôn ý. Ok, và vẫn 999 sao đấy các bạn ơi. Nói chung là không thua là may rồi. Không biết có gặp lại bạn vừa nãy không nhờ. Ui, ai đây? Ủa, có biệt danh luôn kìa. À, hình như là bạn của bạn Nguyễn hay sao đấy các bạn ơi. Ui, và 287 sao 34 chuỗi luôn đấy các bạn ơi. Ui, trận này cũng có vẻ là căng đấy các bạn. Và gặp một bạn top server mới nè. Ui, không phải bạn vừa nãy nữa các bạn ơi. Chắc bạn vừa nãy thua hai trận kiểu như là không mừng ghép gặp bạn Mướp hay sao ấy. Nên là không ghép nữa và đợt này là gặp bạn khác các bạn ơi. Ui dồi ôi, căng quá. Ui. Này. Ui dồi ôi, vai. Ui, khó chịu ghê. Tinh có kỹ năng, khóa kỹ năng các bạn. Xong thì bị khóa phát là bất lực luôn ý, chả làm được gì luôn ý các bạn ơi. Đây rồi, may quá được cứu rồi nè. Ok rồi, đụng độ top server khác nè các bạn. Rồi chiến thôi. Còn hai người nữa đâu nào, cố gắng thắng trước vài round đi. Chứ không là như trận vừa nãy thua 0-3 cực kỳ căng luôn ý các bạn ơi. Vậy tại là mình đang kiếm máu nhưng không có máu nè. Không biết bạn có máu không. Ui không có máu rồi. Tầm này không có máu nhưng mà thôi mình cứ liều đi nha các bạn ơi. Ủa vãi bảo ra bo luôn kìa. Hình như bạn Mướp và bạn 999 sao bên team kia đang tranh giành nhau cái top 1 thì các bạn ơi. Uầy, tính ra là trận này cũng là một trận chiến cực kỳ căng luôn đấy các bạn. Hai top 1 đối đầu với nhau ấy. À, một top 1 và một top 2 các bạn ơi. Ui bằng sao nhau cơ mà. Này. rồi, gạt luôn. Nói chung là bắn nốc ai là gạt luôn nha các bạn ơi. Không là cứu nhanh lắm ấy. Chiến thuật của top server không biết như nào đâu. Khó đoán lắm với các bạn.
Chạy ơ kìa, trời ơi, khóa kỹ năng phép không chạy luôn. Trời ơi, nãy giờ không ra nào là mình không bị khóa kỹ năng thì các bạn ơi, mình chạy ẩu quá ấy, ta để cho nó khóa thôi à. Úi dùi, không sao, nói chung là khóa vẫn bán được thôi. Nhưng mà kiểu không dùng kỹ năng khó chịu kiểu gì ấy, các bạn ơi. Ui, đấy 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 đấy, những pha này có thể là mình sẽ dùng Orion chẳng hạn, nhưng mà không dùng được ý, dỗi ghê. Ok ok, này này, úi dùi, ui, chạy ẩu ấy nha. Ok, còn một người thôi nè. Ui, trận này có vẻ là thắng được 4-0 đấy các bạn ơi. Thôi, chắc nói vậy thôi chứ tí nữa lại bị lật kèo căng lắm ấy. Chờ, trời này quả kèo ngáo ấy nhờ. Ui, từ, mình sẽ đi ở bên này đi. Ok, này này, ui rồi. Đấy, ui rồi, đúng lúc là hết khóa kỹ năng luôn. Và mình còn có tí máu nữa. Cố gắng nào, ra quyết định rồi. Ui dù, ui thề. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ các bạn ơi. Lần đầu tiên mình bán trên rank thách đầu 999 sao. Và có lúc căng, có lúc kiểu bình thường thì các bạn. Ủa, thề cái trận này mình thắng 4 không được luôn thì các bạn ơi. Ok, còn người cuối tôi. Rồi chả lẽ lại bị lật kèo phải đúng không? Không có chuyện đó đâu. Ok, trời ơi, mình kết thì kêu cuối nè. Rồi, ui thề. Bạn rank thách đầu chỉ sao kiểu thú vị kiểu gì các bạn. Ok, uầy, không thể lên được 1.000 sao đâu. Yes. Ok, chắc là video này mình sẽ dừng lại tới đây nha các bạn ơi. Và nếu như thích video của mình đừng quên cho mình xin một like ở kênh và kêu bật chuông ký đình để thông báo ra video nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại trong các video theo nha. Bye bye.